Rồi chào bạn kênh Bụi Đời Sài Gòn Vlog, chào bạn nha. Hôm nay là mình đi bên gã tư ga mình về bạn. Bây giờ mình đang ở đường Út Tịch bạn. Mình để đi về đường Hoàng Sa, đường xa đâu bạn. Ở khúc bên này cũng vắng vẻ quá bạn ơi. Quan sát hai bên đó bạn, xem hai bên đường quan sát thế nào bạn. Hai đội quận Tân Bình bạn. Rồi mình quẹo đường Hoàng Sa các bạn, bên kia là cặp mét, bên kia là đường Trường Sa, đây là đường Hoàng Sa. Tại đường nào cũng đẹp, đẹp hết các bạn. Quá đông. Ở ba phẩm thứ hai. Hoàng Sa. Rồi mình tiếp tục đường Hoàng Sa luôn các bạn. Đây cảnh bên đường của đường Hoàng Sa bạn, cảnh buôn bán bên đường của đường Hoàng Sa, coi bạn xem thế nào bạn. Đây khu đồ cổ, khu này rất nhiều bạn, nhiều. Này bên đây bán đồ cổ, đồ cũ, đồ đem ra đây, đồ si, đồ bán rất nhiều chỗ này các bạn, quá trời luôn rồi, nồi niêu, đồ nồi cơm điện này kia, đồ nồi địa, đồ cũ kia đặt chỗ này các bạn. Quá trời luôn rồi. Thank you.
xuống đây rồi hút buôn bán ăn nhậu ban đêm mà. Rồi giờ tới quận 3 luôn mà. Rồi tới quận 3 mà. Này tụi còn xa đường quận 3 mà. Khu này rất ồn ào buôn bán lại đường rất nhiều. Rồi hết đường Hoàng Sa mọi người. Đây là đường Gạch Bùng Binh các bạn. Gạch Bùng Binh. Đấy, mình đi về bà Nguyễn Thanh Quang mà. Rồi mình chạy qua đường Nguyễn Thanh Quang luôn. Lúc này đường mà Nguyễn Thanh Quang đầu đường các bạn. Đầu đường Nguyễn Thanh Quang Gạch Bùng Binh các bạn. Đây là cặp bên hông nhà thờ Kỳ Động mà. Mình tiếp tục luôn mà. Đây, trước mắt mình là đường Võ Thị Sáu bạn. Đây là ngã tư Điện Phủ với bà Nguyễn Thanh Quang. Chỗ này là chùa Xá Lợi các bạn. Chùa Xá Lợi. Đây là ngã tư Ngô Thị Nhiệm với bà Nguyễn Thanh Quang các bạn. Lúc mà đây vắng vẻ, cây khó nó khỏe lắm các bạn. Đường rất mát, cây rất nhiều các bạn. Đây là Hồ Xuân Hương. Ngã tư rất nhiều luôn. Lúc mắt là
đường Nguyễn Đình Chiểu bằng đường Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ mình rẽ qua đường Nguyễn Chiểu luôn. Hôm nay là quay toàn cảnh đường phố Sài Gòn mà qua các quận huyện luôn. Trước mắt mà cách mạng 8 mà. Mạng 8. Đi thẳng đường Nguyễn Chiểu đi về bên đường Lý Thái Tổ bạn. Người phố ẩm thực Nguyễn Hữu Hiền mà. Bạn nhìn hai bên đường thôi.